Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng Nhà Việt xin giới thiệu với các bạn chiếc bình đựng nước của Lock. Đây là chiếc bình bằng nhựa có dung tích 2,1 lít. Đây thông số của sản phẩm, mã là HAP770. Và cái này được sản xuất tại Lock Việt Nam. Cái bình này thì có chia vạch, ở đây chúng ta thấy là chia từ 250 cho đến 2 lít. Khi mà muốn rót nước, các bạn chỉ việc bấm nút này là nó sẽ cho nước xảy ra và nhả ra, nó tự đóng. Có tay cầm. Và khi đổ nước vào, nó sẽ mở nắp này ra. Ở đây có gioăng cao su để đảm bảo nước chống tràn ra ngoài cái lòng nồi đấy ạ. Lòng cái bình này đấy, để vào rất là chặt. Để tìm hiểu về chiếc bình nhựa đựng nước 2,1 lít của Lock HAP770, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.